Cuộc sống này có bao lâu đâu cả nhà, mình thích thì mình mua thôi. Elgin Mỹ nha. Ủa này đó, Mỹ mà chữ Nhật mới hay chứ. Đó, có nghĩa là hãng Mỹ máy Nhật nha, hàng sưu tầm đó. Professional diver, con này là đồng hồ mẹ bồng con của Mỹ nha, hàng sưu tầm nữa nha. Lan can còn tem, còn táp gì đó, dây full luôn nha. Dây em còn hai mắt nữa nè, sổ sách nè, nguyên hộp nè. Con này nó chạy cơ chế là 4 múi giờ cho các nhà luôn. Size của nó là 39 nha. Đây em đo, nếu đo giày là 40, đo chéo. Còn đo cả núm 41 thì em nghĩ nó cỡ 39 năm, 39. Càng của nó cũng vừa thôi, tầm 44, 45. Rồi, nó chạy con cho mình là 4 múi giờ. Thứ nhất là 1 múi giờ ở dưới nè. Ba cái kim này là 1, 2 múi giờ nè. Giờ phút giây là 3 múi giờ nè. Và giờ song song nữa là 4 múi giờ nha. Đó, chạy được cho mình 4 múi giờ. Rồi, nó có thêm lịch vạn niên nha. Thứ ngày tháng còn trên là giờ phút giây. Báo thức nè, mình có thể ợp nha, hoặc mở thì tùy. Bấm giờ thể thao, có chuông luôn. Đếm ngược thể thao có luôn. Đó, hàng hiếm nha, còn rất là đẹp. Đây, đáy của nó nè, không một vết xước luôn. Nói chung là còn rất là đẹp. FK 930E, chống nước 200m, núm cổ chai nha. Có hình chiếc máy bay chiến đấu hay phản lực gì đó của Mỹ. Elgin Steel 1864 nè, Air Force nè. Lực lượng phòng không hay gì đó. Đây, nấm cổ chai mình xoay nó ra là nó ra để mình chỉnh kim. Đó, đọc lại nha. Còn này thì nấm giật. Dây rất là dài, kèm theo hai cái phụ nữa nè. Đó, hai cái mắt phụ đây, tăng đưa phụ đây. Đây, còn em đang đeo cái đồng hồ này. Awesome hết. Đó, dây nè. Trời, đeo chân được luôn đó nha. Đó, còn thêm hai mắt dây nữa nha. Hàng này giá trị cao nên giá rất là cao nha. Em đấu vô cao, dành cho anh em nào sưu tầm nha. Đề mi rồi nè. Mã này là 178 nha. Rồi, em xin mời cả nhà. Đó. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nha.